Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến. Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông. Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công. Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, hôm nay tôi có mặt ở Hà Nội trước lăng cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa cụ Hồ Chủ tịch, trong quá khứ con đã ngộ nhận về cụ Chủ tịch rất là nhiều, đã nhận định sai lầm về vai trò của cụ trong việc giải phóng dân tộc. Vì con ở bên phía bên kia nghe rất là nhiều tiêu cực sai lầm về cụ và về Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên hôm nay mạo muội con xin đến nơi đây để chính thức xin lỗi cụ, xin lỗi Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau khi con đã xin lỗi cụ thì con xin phép cụ cho con được trở lại một người dân bình thường như bao nhiêu người dân khác, để thưa với cụ đó là Bác Hồ. Bác Hồ trong tim con, Bác Hồ trong lòng dân tộc Việt Nam là một người đã giúp đưa dân tộc được tự do, độc lập, là một người đưa đất nước mở ra một chương sự mới cho dân tộc. Thì ngày hôm nay con xin kính đến thắp cụ trước, nhưng mà sau đó thì con gọi là Bác Hồ. Dạ. Cùng đi với đoàn thì chúng tôi cũng có một số anh chị em rất là mong muốn chứng kiến được cái việc mà anh Hùng đến viếng lăng Bác. Và bây giờ chúng tôi sẽ vào bên trong để viếng Bác. Vì cái thủ tục ở bên trong là không được quay phim và chụp hình, cho nên là chúng tôi cũng tôn trọng cái quy định chung. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận cái cảm tưởng của anh Hoàng Duy Hùng sau khi viếng Bác, cũng giống như là một số cái suy nghĩ của các anh chị em đi theo, để chúng ta có được cái tâm tình chung trong những cái ngày giáp Tết này. Và xin mời quý vị hãy cùng chứng kiến cái sự kiện anh Hùng vào lăng Bác như thế nào nhé.
khi em bấm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, hôm nay tôi đang ở ngay tại Lăng Ba Đình. Tôi đã được dịp vào thăm lăng cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi ngang qua nơi Bác yên nghỉ. Bác nằm đó như là một người đang vào trong giấc ngủ, rất là an bình. Khi đi như vậy, trong lòng của tôi có thưa cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đây con đã ngộ nhận lịch sử về cụ. Phía quốc gia gọi cụ là người không có lòng cho đất nước, chủ trương mang tam vô vào đất nước, đó là vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo. Nhưng khi tiếp cận với những sự chính thống và rất là nhiều nhân chứng, thì con mới biết rằng là tất cả những gì mà họ nói đều là xuyên tạc, vu khống cho cụ. Và cụ đã nhẫn nhịn để cho đất nước được hài hòa và đoàn kết như cụ đã từng tuyên bố: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Thì hôm nay đi ngang qua nơi mà bác đang yên nghỉ, con đã thưa với cụ, đó là: thưa cụ, con thành thật xin lỗi cụ, vì trước đây đã ngộ nhận về cụ. Con thành thật xin lỗi. Con xin lỗi cụ và con xin lỗi Đảng Cộng sản Việt Nam, vì đến nơi đây con mới hiểu được vai trò to lớn của cụ và của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, tự do và hạnh phúc cho cả dân tộc Việt Nam. Nên cụ là một dấu ấn của lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá khứ mấy chục năm qua, và còn là dấu ấn của lịch sử Việt Nam cho tương lai. Con cảm ơn bao nhiêu sự hy sinh đóng góp to lớn của cụ và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhờ như vậy, đất nước ngày hôm nay ổn định, thái bình và phát triển, và con được thừa hưởng điều đó. Nên con mong cụ tha lỗi cho con trong quá khứ đã ngộ nhận như vậy. Thưa cụ, thì cụ thấy rằng là đi trước con lúc đó là anh Quang Trường, đi sau con thì đại diện cho Việt Vision, nhưng con chỉ nói thầm trong bụng, và bây giờ đã ra khỏi thì con xin thưa rất rõ ràng như vậy. Trong lúc đó con có nghe một tiếng nói âm thầm từ trong tim, trong gan và trong não của con, như là một sự truyền cảm từ nơi cụ nói rằng là: cháu Hùng ơi, bác tha cho con hết rồi. Đảng và nhà nước này và dân tộc Việt Nam đa số, đại đa số là tha thứ cho con khi con ăn năn hối lỗi, quay đầu về với tổ quốc. Vậy thì bác cho phép con được gọi bác là bác như mọi người dân khác. Vậy thì thưa bác, ngày hôm nay con có quyền gọi bác là bác Hồ, giống như bao nhiêu người dân khác, mà không còn cảm thấy e ngại gì nữa. Chữ bác Hồ sẽ thốt lời ra từ cửa miệng con mà không có sự vấp váp nào nữa. Con rất vui và rất xúc động với sự tha thứ của bác, của Đảng và của toàn dân Việt Nam. Đại đa số, con không nói là mọi người, nhưng mà đại đa số, con trân trọng cảm ơn bác, cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước và cảm ơn toàn dân Việt Nam. Hôm nay con sẽ được gọi là bác Hồ giống như bao nhiêu người khác. Quý vị khán giả của Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, của Việt Vision, của Việt Nam Today, và cũng giống như là người dân Việt Nam, tuy không có mặt trong cái giây phút này để nghe trực tiếp lời nói của anh Hoàng Duy Hùng với cái sự sám hối của anh trên một bài báo được đăng trên báo Nhân Dân, anh cũng đã nói lên cái nỗi niềm đó, và mong ước của anh là được đến thủ đô Hà Nội viếng lăng Bác. Và bây giờ là anh đã thực hiện xong cái nguyện ước này. Tôi đi bên cạnh anh nhưng tôi cũng cảm nhận được cái sự xúc động. Và chúng tôi cũng dặn dò nhau trước là anh cũng phải cố gắng kềm hãm cái sự xúc động của mình, để bày tỏ một cách rõ ràng cái suy nghĩ, suy tư của mình. Do đó khi mà chúng tôi cùng với lại các bạn đồng nghiệp của mình, của các kênh, để đến đây ghi nhận cái tấm lòng của anh. Và chúng tôi hy vọng rằng cái tấm lòng của anh cũng sẽ được đại đa số những người dân Việt Nam, những người
có cái tấm lòng thiện chí muốn anh quay về với quê hương đất nước, và đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và những người cũng giang tay để mà đón anh về. Tôi nghĩ rằng hôm nay là ngày 23 âm lịch, ngày ông Táo về trời, cũng là sắp sửa bước vào một năm mới nhâm dần, có nhiều cái niềm vui cho những người yêu mến anh luật sư Hoàng Duy Hùng. Và tôi cũng xin tạm thay mặt những người yêu mến anh không có mặt hôm nay, và để xin chứng nhận cho cái tình cảm của anh dành cho Bác Hồ, cũng giống như là cho những người mong muốn cái sự thiện chí quay về của anh. Có thể có một số những người chưa hiểu anh, cũng có một chút những hoài nghi, băn khoăn, lăn tăn nào đó, thì chúng tôi nghĩ rằng qua sự thể hiện của ngày hôm nay, anh Hùng sẽ giúp họ có cái sự hiểu hơn, thông cảm hơn để mà anh quay về với quê hương Tổ quốc. Năm nay thì đúng là cái tuổi của anh là tuổi 60 đó, cho nên là với cái nguyện ước của mình, anh chỉ muốn trở thành một người công dân bình thường như những người công dân bình thường khác, sống thượng tôn pháp luật và đem một chút cái khả năng, sức lực của mình để phục vụ và tạo nên cái tình đoàn kết dân tộc. Đó là cái lời tôi xin chia sẻ, và cũng thay mặt cho những người không có mặt ở đây để mà nói với anh. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái bức hình kỷ niệm, và tôi cũng xin sẽ hỏi cảm tưởng của một số anh chị có mặt ngày hôm nay khi chứng kiến cái điều anh Hùng nói. Và bây giờ chúng ta sẽ có những bức hình kỷ niệm chung anh Hùng nhé. Dạ vâng, dạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mình sẽ đứng từ chỗ bông rồi. Và chúng tôi là chỉ cần 2 tấm nhá, đẹp nhất, một tấm này tấm kia. Rồi. Một hàng đây, không chỉ đây hai đây nữa mà. Sau khi mà nghe anh Hoàng Duy Hùng nói cái cảm xúc, suy nghĩ của mình sau khi viếng Bác, thì tôi cũng muốn tìm hiểu một số những cái suy nghĩ của những người cùng đi theo anh. Bên cạnh tôi là anh Đình Tuấn. Xin anh có thể nói một chút cái suy nghĩ khi anh là một trong những người mà chứng kiến cái việc mà viếng lăng Bác của anh Hoàng Duy Hùng. Trước hết xin cảm ơn Quang Trường. Xin chào chính khán giả của kênh Việt Nam Today. Qua cái câu hỏi của Trường Nguyễn hỏi đấy, thì trước hết về cá nhân tôi, giây phút này tôi nghĩ rằng rồi nó sẽ xảy ra. Tôi tin điều đó. Bởi trong suốt một cái quá trình con đường về, trước đây là Trường Nguyễn, sau lại Hoàng Duy Hùng, tôi đã theo dõi. Và trên những cái tự bạch của hai nhân vật này, nhưng đó là một cái kênh. Ngoài kênh đó ra đấy, thì bằng cái quan sát và cái sự theo dõi của tôi, nhất là những cái tấm lòng của bà con trong nước, đại đa số là như vậy, kể cả những cựu chiến binh, những cán bộ trong lực lượng vũ trang, rồi những người dân, các cái tầng lớp nhân dân, phần đa cái cảm nhận đều tin tưởng cái ngày hôm nay nó sẽ xảy ra. Và hôm nay cũng là một cái duyên vào cái ngày 23 tháng chạp, ngày ông Táo chầu trời, thì cũng là một cái dấu ấn mà tôi được chứng kiến cái giây phút mà Hoàng Duy Hùng đã hiện thực hóa cái lời hứa, vừa là lời hứa và nguyện ước của mình. Thực sự mình cảm nhận cái sự xúc động của Hoàng Duy Hùng, cảm nhận được cái sự xúc động đó, và cái sự xúc động của Hoàng Duy Hùng nó lan tỏa trước hết là những người được chứng kiến trực tiếp. Và tôi nghĩ rằng qua kênh Việt Nam Today theo dõi cái buổi ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng chắc chắn cũng sẽ có những cảm xúc như anh em chúng tôi.
Và đây cái cảm xúc đó cũng để chứng minh rằng là những người dân sống ở trong nước Việt Nam cũng đã tin tưởng và đã ghi nhận cái thực tâm của Hoàng Duy Hùng, đã rũ bỏ toàn bộ những sai lầm, những lỗi lầm trong quá khứ và một lòng một dạ hướng về với đất mẹ Việt Nam. Cùng với đó sẽ tiếp tục, sẽ cống hiến những cái khả năng có thể của mình cho cái sự nghiệp của đất nước chúng ta trong tương lai. Xin cảm ơn anh Đình Tuấn. Bên cạnh tôi là anh Quốc Tuấn, một cựu chiến binh, sau khi mà cùng với anh Hoàng Duy Hùng vào viếng Lăng Bác. Xin anh cho một vài cái cảm tưởng của anh về anh Hoàng Duy Hùng. Vâng, thưa tất cả các bạn, các anh, các chị khán thính giả của kênh Việt Nam Today, cũng vừa là nguyện ước và cũng như là cái khao khát để mong cho Hoàng Duy Hùng thực hiện mọi cái ước mơ cũng như nguyện vọng cũng như mà tâm nguyện của mình được về trước Lăng Bác, trước thi hài của người, để mà nói những lời tâm nguyện của mình rằng là những cái quá khứ chưa hiểu về Bác, chưa hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, và đến ngày hôm nay qua quá trình tìm hiểu, qua quá trình đổi mới cũng như tìm hiểu về những cái giá trị thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho dân tộc, dành cho đất nước, và Hoàng Duy Hùng đã thể hiện cái điều đó bằng cái tâm nguyện của mình. Và hôm nay chúng tôi về đây với một số anh em là cựu chiến binh, những người bạn và những người hiện nay thậm chí còn đang trong tại ngũ trong quân đội, đã chứng kiến cái giây phút thiêng liêng đó của luật sư Hoàng Duy Hùng. Tôi là người đi sát Hoàng Duy Hùng bởi vì những lý do ngặt nghèo của lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không được quay phim và chúng tôi không ghi được hình gì. Nhưng bên cạnh tôi, Hoàng Duy Hùng đã nói một câu nhỏ nhẹ trong lòng mình rằng là cụ ơi, cụ hãy tha lỗi cho con những điều con hiểu sai về cụ trước đây. Và từ nay cụ cho phép con cũng như muôn hàng triệu người dân Việt Nam khác được gọi người là bác. Tôi tự đáy lòng tôi tự nên một lần nữa tôi lại trào nước mắt. Và cũng như một lần tôi nói trên Việt Nam Today hôm 26 tháng 3 hay 28 tháng 3 gì đó, là chúng ta cùng một phái đoàn du thút từ trong miền Nam ra, thì tôi cũng đã phải trào nước mắt vì mỗi lần gặp lại người. Và hôm nay thì tôi cố kìm nén cái cảm xúc đó vì Hoàng Duy Hùng đã nói được những điều gì mà từ xưa tới nay anh chỉ nói trên không gian mạng. Và hôm nay trước anh linh của người, anh đã nói được, đã bộc lộ tất cả những tình cảm mà đã dành lại danh chương cho người Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một cuộc đời đã dành tất cả đời mình cho tự do, độc lập, cho hạnh phúc của nhân dân. Và điều đó tôi nghĩ rằng tôi, khán giả Việt Nam Today đây, khán giả của Duy Hùng thì và hàng triệu triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước ghi nhận tấm lòng của anh đối với Bác. Và tôi nghĩ rằng ở giây phút thiêng liêng của ngày 23 tháng Chạp này thì Bác rồi các anh linh hồn thiêng sông núi sẽ ghi nhận lời của anh. Và tôi mong rằng là lời nguyện của anh trở thành sự thực và đã trở thành sự thực, vì anh từ nay trở đi tôi nghĩ rằng là anh tự hào và anh hãnh diện được gọi người là Bác, không như gọi như tiếng gọi cụ trước đây nữa. Và tôi nghĩ rằng là ước của chúng tôi, của các bạn, của tất cả những người yêu mến luật sư Hoàng Duy Hùng, yêu mến Quang Trường, hôm nay chúng ta được vỡ òa bởi vì luật sư Hoàng Duy Hùng đã thể hiện tâm nguyện của mình, được khóc trước anh linh của Bác, được tạ lỗi trước anh linh của Bác, và hồn thiêng sông núi chứng kiến. Và chúng tôi hiện thực, những người bằng da bằng thịt cùng với anh ở cái chốn linh thiêng này chứng kiến cho cái lời nguyện của anh, lời tạ lỗi của anh với đất nước. Và tôi mong rằng là những ngày tiếp theo ở Việt Nam, Hoàng Duy Hùng sẽ thực hiện những cái ước mơ sâu sắc hơn đối với dân tộc, đối với những cái địa điểm lịch sử cũng như là những cái địa điểm tâm linh của đất nước, để anh thể hiện cái tâm nguyện của mình với dân tộc, với những người con vĩ đại như Bác Hồ, như những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Vâng, anh Quốc Tuấn cũng là chủ kênh Dưới Quân Kỳ, thì chắc rằng sau cái phần ghi nhận này anh về, anh cũng sẽ có những cái phần bình luận để mà cho nhiều khán giả và nhiều người bạn của anh cũng biết được cái điều đấy. Dạ, tôi vâng. Cũng rất là cảm ơn anh dạ, chia vâng. sẻ cái cảm tưởng của anh trong ngày dạ, hôm nay. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn Quang Trường, cảm ơn khán giả của Việt Nam Today.
dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.